đường đó, anh hiểu không? BDC á, the name job bà ngoại ở đó. Cái không ngủ luôn, nó sợ mẹ. Nó không ngủ một đêm mà. Nó bị cái gì vậy hả? Cái thằng đó nó bị cái gì mà nó ban nó xin mình vậy? Mấy con dạy không có nhìn thấy gì sao á? Nó cho mình quay chụp lại. Nó bị cái gì vậy hả? Cái thằng đó nó bị cái gì mà nó ban nó xin mình vậy? Mấy con dạy không có nhìn thấy gì sao á? Nó cho mình quay chụp lại. What's wrong? Nó was going way too fast. Xong rồi xong đi, nhìn thấy nữa. Nó bị cái gì nó muốn lẹ vô mình vậy?